đại dịch Covid-19 vẫn đang ngày đêm hoành hành, gây ra khó khăn rất lớn tới các hoạt động trong nước và quốc tế, đặc biệt là với bóng đá Việt Nam. Vòng loại thứ 3 World Cup đang chờ đón đội tuyển của chúng ta ở phía trước với hai lượt trận gặp các đối thủ sừng sỏ là Australia và Trung Quốc. Thì thật không may, Hoàng Đức, Văn Toàn và mới đây nhất là Tiến Linh được xác nhận là đã dương tính với Covid-19 và bỏ ngỏ khả năng tập trung liên tuyển. Đây được coi là hung tin với huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như là mất mát cực kỳ lớn đối với đội tuyển của chúng ta. Giờ đây, chúng ta chỉ còn hy vọng rằng các tuyển thủ sẽ nhanh chóng bình phục và Phan Văn Đức, hiện tượng một thời của bóng đá Việt Nam sẽ trở lại với đẳng cấp vốn có của anh. Phan Văn Đức sinh ngày 11 tháng 4 năm 1996 tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cái tên Phan Văn Đức chắc chắn đã không còn quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ngay từ khi còn ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, Phan Văn Đức đã thi đấu trong màu áo đội bóng thiếu nhi Yên Thành và giành được vị trí Á quân Trung Quốc. Cũng nhờ thể hiện được tài năng thiên bẩm của mình, anh đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và được chọn vào lò đào tạo này để phát triển, trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tuổi thơ của Phan Văn Đức rất khó khăn, thiếu thốn cả về mặt vật chất lẫn tình thương. 4 tuổi, Phan Văn Đức đã rời xa quê nhà, theo bố mẹ làm kinh tế mới ở tận trong Bình Dương, hòng kiếm một cuộc sống bớt khó khăn hơn. Lúc Đức mới hơn 10 tuổi một chút, cụ thể là vào năm 2006, anh chính thức bước vào cuộc sống tự lập thực sự khi anh được tuyển vào lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Chính vì một cuộc sống tự lập ngay từ rất sớm như vậy đã hùn đúc nên một Phan Văn Đức như ngày nay. Một Phan Văn Đức chăm chỉ, cẩn mẫn trong luyện tập. Một Phan Văn Đức nhiệt huyết, di chuyển liên tục, cực kỳ chịu khó trong việc pressing và tranh cướp bóng ở trên sân. Không phải trận nào anh đá cũng tốt, cũng hay, nhưng ở tất cả các buổi tập, tất cả các trận đấu, anh đều cố gắng hết sức mình, làm tốt nhất những gì có thể để mang lại chiến thắng cho câu lạc bộ, cho đội tuyển, mang lại niềm hạnh phúc cho các cổ động viên. Năm 2012, tại vòng chung kết U17 quốc gia tổ chức tại Huế, Văn Đức đá cặp với Tấn Tài trên hàng công U17 Sông Lam Nghệ An. Ở tại vòng chung kết này, cầu thủ sinh năm 1996 đã ghi được 3 bàn thắng dù không ra sân ở trận chung kết vì án treo giò. Có thể nói rằng Phan Văn Đức là một trong những người góp công lớn nhất cho chức vô địch của U17 Sông Lam Nghệ An. Và chỉ 2 năm sau, Đức Cọt lại góp mặt trong thành công của U19 Sông Lam Nghệ An với danh hiệu Á quân toàn quốc. Đến cuối năm 2016, cầu thủ xứ Nghệ đã được bổ sung cho U21 Sông Lam Nghệ An đá giải quốc gia. Lúc này, anh mới 20 tuổi. Mặc dù hồ sơ không sáng như là Văn Khánh hay Tuấn Tài, nhưng anh vẫn được ban huấn luyện đội bóng đặt rất nhiều sự kỳ vọng. Và Văn Đức đã chứng minh tài năng của mình khi anh là người duy nhất ghi bàn thắng giúp U21 Sông Lam Nghệ An thắng U21 FLC Thanh Hóa tại trận mở màn của giải đấu. Tuy nhiên, một mình anh là không đủ để giúp toàn đội đi sâu hơn. Dù vậy, những đóng góp ấy đủ để giúp Đức Cọt được nhiều người nhớ đến. Với việc chơi xuất sắc ở một số giải trẻ, Phan Văn Đức được gọi vào đội tuyển U19 Việt Nam tham dự nhiều giải đấu trong năm 2013-2014. Trong đó, có giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014 diễn ra tại Hà Nội và vòng chung kết U19 châu Á 2014 ở Myanmar. Thời điểm ấy, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal GMG cũng ra mắt lứa cầu thủ tài năng như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn. Vì thế, khi Đức góp mặt trong U19 Việt Nam đã là thành công ngoài sức mong đợi. Nhưng thật không may mắn, chàng trai xứ Nghệ dính chấn thương liên tiếp và ít có cơ hội tỏa sáng trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Không ngoa khi nói rằng Phan Văn Đức là cầu thủ tiến bộ nhất với thành công gây bất ngờ nhất trong năm 2018. Trước khi vòng chung kết U23 châu Á diễn ra, Phan Văn Đức còn là cái tên lạ lẫm với người hâm mộ cũng như là giới chuyên môn. Nhưng sau vòng chung kết U23 châu Á, Đức được lên đá chính tại Sông Lam Nghệ An, triệu tập lên đội tuyển quốc gia với tư cách là đương kim Á quân châu Á. Lúc đó, Phan Văn Đức là cái tên rất hot trên các trang báo. Xét từ giải U21 quốc gia, chưa có một cầu thủ nào lột xác ngoạn mục đến như vậy. Ngược dòng thời gian trở về giai đoạn huấn luyện viên Park Hang-seo bắt đầu lên nắm quyền chỉ đạo tại các cấp đội tuyển Việt Nam. Ông cùng giám đốc kỹ thuật của mình là ông Jugen Gene đã lặn lội vào tận trong Bình Dương xem giải U21 quốc gia với mục đích tuyển chọn nhân tài cho đội tuyển. Và sau khi chứng kiến tận mắt màn trình diễn của cầu thủ Sông Lam Nghệ An, ông Jugen Gene đã không ngần ngại điền tên anh vào cuốn sổ mang theo. Bởi ông cảm nhận được rằng Phan Văn Đức là cầu thủ có tài, luôn cố gắng và không ngừng chăm chút cho kỹ năng của bản thân. Ẩn sau cơ thể nhỏ nhắn, mỏng cơm ấy là cả một khát khao lớn và để khẳng định mình, để cống hiến cho bóng đá. Càng tiếp xúc nhiều với Phan Văn Đức, càng hiểu về anh. Ông Gede càng có nhiều thiện cảm và ông cho rằng đó là một cầu thủ hội tụ cả nhiệt huyết, tố chất và một sự chín chắn để tiến đến thành công trong tương lai.
Lúc đó, cả VFF lẫn giới chuyên môn đều không biết Phan Văn Đức là ai. Nhưng sau đó như thế nào, mọi người cũng đã hiểu rõ lý do tại sao giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede tiến cử anh cho huấn luyện viên Park. Phan Văn Đức đã từng chia sẻ rằng, chúng ta hãy cố gắng hết sức, nỗ lực tối đa, rồi những điều tốt đẹp sẽ tự động đến. Thật vậy, kể từ ngày còn ăn tập tại lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, đến khi trở thành quân át chủ bài không thể thay thế trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo, chưa một giây nào chúng ta thấy Phan Văn Đức bê trễ việc luyện tập, kể cả khi anh đã nổi tiếng và được mọi người xung quanh tung hô, công nhận tài năng. Đứng sau thành công của tiền đạo Sông Lam Nghệ An có đóng góp không nhỏ của những người thầy. Có người đã từng huấn luyện anh cả chục năm, có người chỉ vài ngày, hoặc thậm chí có người còn chưa từng dạy một buổi nào, cụ thể như giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede. Nhưng tất cả họ đều để lại một dấu ấn trên chặng đường phát triển sự nghiệp vượt bậc của Phan Văn Đức. Không chỉ được biết đến với tính cách hiền lành, cần mẫn, thái độ luyện tập chuyên nghiệp, Phan Văn Đức còn được biết đến với khả năng chơi bóng và kỹ thuật tuyệt vời, tư duy bóng đá hiện đại và cực kỳ nhanh nhẹn. Sở hữu khả năng dứt điểm hai chân như một, cùng với sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa hai chân, anh được giới chuyên môn, những chuyên gia trong ngành đánh giá rất cao về tiềm năng phát triển. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh đã từng nhận xét Phan Văn Đức là của hiếm của bóng đá Việt Nam, câu nói mà ông chỉ dành riêng cho Phạm Văn Quyến trước đây. Hay khi trở về từ chiến dịch lịch sử tại vòng chung kết U23 châu Á, khi được hỏi rằng cầu thủ nào sẽ tiếp tục giữ vững phong độ cho đội tuyển lẫn ở câu lạc bộ, ông Jürgen Gede đã không ngần ngại trả lời, đó là Phan Văn Đức. Những lời có cánh của các chuyên gia ở trên dành cho cầu thủ có biệt danh Đức Cọp hoàn toàn là có cơ sở. Sở hữu lối chơi tốc độ và mang tính đột biến rất cao trong từng pha xử lý, Phan Văn Đức đã nhiều lần khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam vỡ òa trong hạnh phúc. Chắc hẳn trong chúng ta sẽ không ai có thể quên được hình ảnh Phan Văn Đức kiến tạo cho Công Phượng, rồi tự mình ghi bàn giúp đội tuyển U23 Việt Nam san bằng cách biệt trước U23 Iraq. Cú đảo trụ, rồi xoay người sút bóng tung lưới đội tuyển Campuchia tại AFF Cup 2018. Và đặc biệt, lá pha không chế bóng bằng chân trái từ đường truyền của Đức Huy, rồi tung cú tầng bóng tinh tế trước sự bất lực của thủ môn U23 Uzbekistan. Bàn thắng đó, ngay cả đến chính huấn luyện viên Park Hang-seo cũng phải thừa nhận rằng đó là một tác phẩm nghệ thuật, một tuyệt tác trên sân cỏ. Không chỉ thể hiện xuất sắc ở cấp độ đội tuyển quốc gia, mà ngay cả ở cấp độ câu lạc bộ, Văn Đức cũng chiếm trọn được niềm tin tuyệt đối nơi huấn luyện viên và đồng thời cũng là người thầy đầu tiên của anh, huấn luyện viên Ngô Quang Trường. Được đô lên đội 1 từ năm 2016, không quá khi nói rằng Văn Đức là cầu thủ được ra sân thi đấu nhiều nhất trong các nhân tố trẻ cũng được trao cơ hội ở mùa giải đó. Mùa bóng 2017, cầu thủ này để lại ấn tượng đậm nét với người hâm mộ với 4 bàn thắng tại V-League, 4 bàn thắng tại Cúp Quốc gia và nhiều pha kiến tạo. Ở Cúp Quốc gia 2017, Đức đã ghi 2 bàn thắng trong trận chung kết lượt về trước Bình Dương, qua đó giúp đội bóng xứ Nghệ vô địch với chiến thắng chung cuộc 5-1. Ở mùa giải 2018, anh tiếp tục tỏa sáng và đã có 9 pha làm bàn, 2 đường kiến tạo. Năm đó, đội bóng Sông Lam Nghệ An tái lập kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp. Tại mùa giải V-League 2021, Văn Đức thể hiện phong độ rất tốt và nằm trong danh sách vua phá lưới khi đã ghi được 5 bàn sau 12 trận. Mới nhất, vào ngày 19 tháng 5, cầu thủ 25 tuổi đã ký hợp đồng với câu lạc bộ xứ Nghệ thêm 3 năm nữa đến hết mùa giải năm 2024. Năm 2018 được đánh giá là một năm đột phá của Phan Văn Đức. Từ một cầu thủ chỉ có được tấm vé bớt tham dự U23 châu Á, anh đã trở thành một ngôi sao sáng giá bậc nhất của bóng đá nước nhà. Đó là một hành trình kỳ diệu, xen lẫn may mắn mà Đức đã trải qua. Danh hiệu quả bóng đồng năm 2018 chính là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực và sự cố gắng không biết mệt mỏi của anh. Hứa hẹn sẽ là một ngôi sao sáng giá hơn nữa trong chặng đường kế tiếp. Tuy nhiên, anh chưa tìm lại được nguồn cảm hứng chơi bóng cũng như là sự hiệu quả vốn có của bản thân sau 8 tháng ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng. Nhưng niềm tin từ thầy Park, niềm tin từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ luôn ở bên Văn Đức. Hy vọng đó sẽ là nguồn động lực to lớn để anh nỗ lực tập luyện, tỏa sáng ở đội tuyển trong bối cảnh hàng công đang khủng hoảng nhân sự và những cầu Phượng, Văn Toàn hay Tiến Linh chưa đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất. Một ngôi sao sẽ luôn biết tỏa sáng đúng lúc, đúng chỗ và giờ sẽ là thời điểm thích hợp hơn bao giờ hết để Phan Văn Đức đáp trọn niềm tin nơi huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như là người hâm mộ nước nhà. Và trên đây là những câu chuyện và thông tin xung quanh cầu thủ Phan Văn Đức, trang tiền đạo đa tài của bóng đá Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Các bạn thấy sao về video lần này? Hãy comment ở phía dưới phần bình luận. Đừng quên like cũng như là subscribe để ủng hộ chúng tôi ra thêm nhiều video chất lượng hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.